nhân vlog hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Xin khó nhưng quyết không dùng giảm đau vì sợ ảnh hưởng đến sữa mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con. Hôm nay tôi xem Flex, một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đó chính là gia đình. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Nhà là nơi xứng đáng được xây. Xót xa vì chồng bỏ nghề kỹ sư đồng hành với mẹ con. Kỹ sư lương tháng gần 200 củ, cuối cùng anh từ bỏ tất cả để chọn tôi. Tề rư thì ủi từng cái áo, từng bộ đồ pyjama cho tôi để vô viện tôi có cái mặt. Kiểm tra kỹ lại lần nữa những đồ đạc mang vô viện. Mới đây, bà Nhân Vlog vừa đăng tải trên trang cá nhân thông báo vừa thành công hạ sinh con đầu lòng cùng chồng Nhật. Được biết, bà Nhân và ông xã đón tiểu công chúa đầu lòng, tên thân mật là Tiểu Bối. Cô xúc động chia sẻ, thế giới chào đón một thiên thần, ba mẹ chào đón một kỳ tích của ba mẹ, chào Tiểu Bối con gái của ba mẹ. Cùng lúc, nữ YouTuber sinh năm 1995 cũng đăng tải kèm hình ảnh cô trong bệnh viện ở khoảnh khắc đón thiên thần nhỏ. Sau nhiều giây phút chờ đợi, bà Nhân hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu được gặp con, được chạm vào và ôm ấp bồng bế con trên tay. Cô cho biết, trải qua mọi thứ trên đời, cuối cùng mẹ cũng được nghe tiếng khóc của con. Mẹ đã khóc như một đứa trẻ cùng con, mẹ khóc vì mẹ đã làm được mẹ khóc như bao người khác. Được biết, bà Nhân sinh con theo phương pháp mổ, vì khó sinh trong thời gian dài dù đã áp dụng nhiều biện pháp kích sinh nên buộc bác sĩ phải dùng đến việc mổ. Tuy nhiên, nữ YouTuber cho biết cô không dùng các biện pháp giảm đau vì sợ ảnh hưởng đến sữa của con. Đồng thời, bà Nhân cũng bày tỏ sự xúc động và hồi tưởng lại hành trình gian nan cô cùng ông xã đã phải trải qua để đón được tiểu bảo bối. Cô biết ơn vì trong suốt quá trình mang thai luôn được ông xã cùng người thân, bạn bè hay thậm chí là những người xa lạ luôn quan tâm và động viên, an ủi. Bà Nhân cho biết trong suốt quá trình làm mẹ cô nhận được nhiều bài học quý giá ở độ tuổi 28. Những điều đó khiến cô phải thay đổi và hoàn thiện bản thân tốt hơn để có thể trở thành một bà mẹ tốt của con gái nhỏ. Bà Nhân cho biết Tiểu Bối là cái tên cô đã nghĩ ra từ lúc con chỉ là chiếc phôi trong bụng, mang ý nghĩa em bé là những gì quý giá, vô giá của ba mẹ. Cô nhắn nhủ đến ái nữ, mẹ cầu mong Tiểu Bối của mẹ bình an, an nhiên, có một trái tim lương thiện, sống trọn với chữ tâm, chữ đức, một đời lương thiện con gái nhé. Vừa qua, bà Nhân Vlog chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cùng chồng bắt chen tấp tấp cực đáng yêu. Dù bầu vượt mặt, chỉ còn vài ngày nữa sẽ lên bàn đẻ nhưng mẹ bầu vẫn nhảy nhót cực sung, thực hiện các động tác nhanh nhạy. Những ngày gần đây, bà Nhân Vlog vẫn duy trì làm các clip múc bang, nấu nhiều món ngon, dinh dưỡng để bồi bổ cho mình lẫn em bé trong bụng. Đối với những món quá trình nấu cầu kỳ, nhiều công đoạn bà Nhân phải làm tới tận khuya mới bắt đầu thưởng thức. Lúc được hưởng thành quả sau một ngày cắm cúi trong bếp cũng là khi đồng hồ điểm 12 giờ. Đây cũng không phải lần duy nhất người xem được thấy cô ăn khuya. Trước đó, khi thưởng thức món cá cùng chồng, bà Nhân Vlog cũng từng giơ màn hình điện thoại lên để người xem có thể thấy lúc vợ chồng cô ăn đã là 12 giờ đêm, thời điểm mà lẽ ra cô đã đi ngủ thay vì vẫn còn ngồi quay clip múc bang cho mọi người. Trong suốt thai kỳ, nữ YouTuber cũng thưởng thức rất nhiều món ngon, tự tay vào bếp để nấu theo khẩu vị của mình. Hầu như quá trình này đều được bà Nhân Vlog chia sẻ lại trên trang cá nhân nên người theo dõi cô sẽ thấy có cảm giác tần suất cô ăn uống nhiều hơn hẳn các mẹ bầu bình thường. Cũng vì vậy, có không ít những bình luận trái chiều xuất hiện trách móc, dành những nhận xét tiêu cực cho bà Nhân Vlog. Trong số các bình luận đó, cô cũng đã có phản hồi, trả lời về việc vì sao ăn liên tục các món mặn trong khi một số người tìm con vất vả khác có xu hướng chọn ăn chay. Tính ra tôi ăn chay để tìm con luôn á, lâu lâu mới dám ăn miếng cá, chứ không dám ăn nhiều chín chay một mặn mà bà Nhân bà công cầu con khẩn. Mà đã xanh quá trời, về thì cuối luôn nha mà. Công đức vô lượng luôn nha má, đời đời không bao giờ bớt phước luôn á trời. Thật bà ăn chay thì cái đoạn đường bà ăn chay thì bà công đức vô lượng. Ôi, không ăn chay má ơi, ăn chừng một bữa thôi là tôi nhớ đến là mặn liền, tôi nhớ toàn là cái gì không á. Nên là cũng tùy người, không phải ai trên đoạn đường này đi tìm đứa con là đều phải ăn chay. Vậy là cả thế giới người ta đi tìm con nhiều quá trời, ăn chay hết làm sao. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.